Thằng Long đánh đáng có lại khổ cứ tụi mày biết hết cả người nhá. Đi mua lò vi sóng cứ xong cho tivi xem của đi mà tivi đã mua rồi mà mua rồi không giải quyết vấn đề gì. Đã ngồi đây rồi, nhà hàng không thay đổi nhá. Thì mặc kệ nhà hàng đấy, như này mình đối với như mình là được rồi. Toàn đi xe những cái mà nhà mình đã có rồi để nghiên cứu xem là mình mua thế có được không. Thế xong rồi lại buồn cho nên thế có phải khổ không? Người. Mọi người thế nào mình cũng cũng cứ làm là cũng cảnh đẹp. Rồi kệ rồi. Tôm, tôm là tôm. Đây luôn này cùng luôn rồi. Cái lắm nào nhỉ? Để vào đâu? Đây. Đây, cái này nè. Đây nha. Xong. Con đang để vào. Đây chuyển sang bên kia rồi. Đi đổi đi ăn tôm đang đây. Đây tôm người ta để bên kia rồi. Có chú bê tôm thôi mà. Có cái kẹp kẹp không anh ơi? Có. Đấy, nhưng mà chả luôn. Chú Tam chả. Đây, đây, một đĩa tàu rồi. Không chú. Đĩa tàu để ở giữa đây. Để anh chê nhập được. Không, đang ăn gãy mà. Đang không là cái gì. Đấy. Rồi. Ăn đại cái là ăn giải tán nốt kia đi mà còn lấy còn bỏ ngao gì ngao để cho viên nó có biết bà ăn đi bà cứ ăn đi cái tôm mày ăn.